đến dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương toàn ngành đã nỗ lực vượt khó và đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Thủ tướng nhấn mạnh, ngành nông nghiệp mang lại giá trị cao, tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho nền kinh tế, đặc biệt là kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt trên 53,22 tỷ USD, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 73%. Năm 2023, Thủ tướng đề nghị toàn ngành tiếp tục phát triển bứt phá bền vững hơn nữa, phải nắm chắc thị trường, thị hiếu người tiêu dùng để sản xuất cái thị trường cần. Cùng với đó xây dựng thương hiệu sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại Đồng Tháp qua 7 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp nông thôn của Đồng Tháp đã có những kết quả đáng ghi nhận như tốc độ phát triển ngành nông nghiệp luôn ở mức cao. Năm 2022, khu vực nông lâm thủy sản tăng 3,52%. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nông nghiệp sinh thái. Nông dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, các đơn vị trực thuộc tham dự điểm cầu trực tuyến tại Đồng Tháp. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân 47.905 tỷ, đạt khoảng 87% kế hoạch. Dự kiến hết năm tài chính sẽ giải ngân được 95,7% tổng kế hoạch được giao. Năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công 23 dự án, hoàn thành 29 dự án, phấn đấu giải ngân tối thiểu 90% kế hoạch năm 2023, tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, giảm từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, dân dân. Đoàn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Dian Sarun, Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết tỉnh quỹ, ủy ban dân tỉnh và công an tỉnh Đồng Tháp. Đại tướng Dian Sarun bày tỏ phấn khởi trước mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia nói chung, trong đó Đồng Tháp và Breven đã ký kết biên bản hợp tác ở nhiều lĩnh vực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội hai bên. Đại tướng Dian Sarun kỳ vọng năm 2023, Việt Nam và Campuchia có thể hoàn thành việc cắm mốc biên giới, thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, sẽ chia giữa chính quyền và nhân dân hai bên đồng thời chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đón Tết cổ truyền an khang, thịnh dượng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Bí thư tỉnh quỹ Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn bộ tư lệnh cảnh vệ quân đội hoàng gia Campuchia góp phần dung đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên và mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch bệnh và tội phạm khu vực biên giới. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong đã đến thăm chúc Tết một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành. Đoàn đến thăm chúc Tết tiểu đoàn dược sông 4, lữ đoàn công binh 25, tổ nhân dân tự quản số 1, ấp An Hòa, xã Tân Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Thạch, xã Tân Nhuận Đông và công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thành Ngọc, xã An Nhân và trao quà Tết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bí thư tỉnh ủy chúc các đơn vị một năm mới thắng lợi, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Nhằm tạo sự gắn bó giữa chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, chiều ngày 13 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp mặt doanh nghiệp mừng Xuân Quý Mão 2023. Tham dự có Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, đặc biệt là sự có mặt của 130 doanh nghiệp, hội quán, hợp tác xã Tại buổi họp mặt, các đại biểu được thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2022. Theo đó, kinh tế phục hồi mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng vượt ngoài kỳ vọng, cao nhất trong 10 năm trở lại đây và xếp thứ năm trong nhóm các tỉnh tăng trưởng cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, những thành tựu quan trọng đạt được trong một năm đầy gian khó vừa qua của tỉnh Đồng Tháp là biết bao công sức, trí tuệ, tâm quyết của cộng đồng doanh nghiệp. Thấu hiểu điều này, Đồng Tháp luôn trân quý và chắc chiêu từng cơ hội của doanh nghiệp. Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 là thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế xanh để Đồng Tháp phát triển nhanh và bền vững, chăm lo tốt hơn đời sống người dân. Để hiện thực hóa mục tiêu này cần có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, đồng thời cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ, trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm thước đo hiệu quả.